Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy bạn ơi. Và ok bạn ơi, và như anh em đang thấy ở trên màn hình đó, anh em không nhìn nhầm đâu. Hôm nay sẽ là một video về Mini World nha các bạn nha. Và thật sự là đã rất là lâu rồi, thật sự phải nói là khoảng chắc cũng khoảng nửa năm rồi nhờ, mình mới bắt đầu quay lại với tựa game Mini World. Và phải nói rằng là khi vào trong game á thì cảm xúc của mình cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là kiểu như là giống như là tuổi thơ ùa về vậy các bạn. Vốn dĩ thì Mini World cũng giống như là một cái tựa game mà đầu tiên mà mình chơi ở trên kênh YouTube rồi. Hôm nay anh em thấy hình ảnh này có quen thuộc không nào? Lại tiếp tục là bộ skin Phong Cận với đôi mắt hí vô cùng dễ thương, với bộ tóc màu xanh và chiếc kính màu đỏ ở trên đầu đó. Và kế bên mình đó chính là Sammy. Hello mọi người, lại là mình nè. Trời trời, thề nhìn luôn nhỏ luôn á. Thật sự là khi vào trong game thì mình với Sam ai cũng cảm thấy rất là nhớ cái tựa game này mọi người ạ. Ok, và tại sao hôm nay lại có một video về Mini World thì chắc là mấy bạn đọc tiêu đề thì mình nghĩ mấy bạn cũng biết rồi đúng không? Thì hôm nay mình sẽ nói về một vấn đề, đó chính là mình có nên tiếp tục làm về tựa game Mini World này hay không? Bởi vì mình biết rằng có rất là nhiều bạn thích cái tựa game này ở trên kênh của mình, thì các bạn hãy nhớ bình luận ở cho mình biết nha. Ok, ủa sao hình như tôi thấy bà rơi xuống đó sao? Tôi lỡ, lâu rồi chưa chơi game quên. Tôi mới thấy bà bị rơi xuống thì phải. Ok, rồi thì để cho đỡ nhàm chán thì mình với Sam sẽ vừa gọi là chơi bắt cua, vừa gọi là người ta trả lời câu hỏi của các bạn nha. Ok, rồi thì đầu tiên nhá, thì mình sẽ nói về lý do vì sao mà Hero Team tự nhiên chuyển qua Minecraft, làm về Minecraft và không làm về tựa game Mini World này nữa. Thì chắc là như những bạn nào mà có theo dõi Hero Team của bọn mình từ rất là lâu rồi thì mình nghĩ mấy bạn cũng biết rằng là Hero Team từ trước đến giờ chỉ làm về Mini World thôi, nhưng sau đó lại giờ lại chuyển qua làm Minecraft hết. Và có rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, bộ mọi người bỏ làm Mini World hả, mọi người không chơi Mini World nữa hay sao? Nhưng thật ra là không phải nha các bạn nha, bọn mình vẫn chơi Mini World hàng ngày với nhau, nhưng mà có điều là bọn mình không quay video lại thôi. Lý do là vì sao? Là bởi vì hiện tại bọn mình đang muốn có một cái gì đó mới mẻ hơn trên kênh bọn mình, cho nên là bọn mình mới bắt đầu làm về Minecraft. Và mình thấy có rất nhiều bạn ủng hộ những video Minecraft của bọn mình làm ra, cho nên bọn mình thấy rất là vui và bọn mình quyết định tiếp tục làm về Minecraft. Nếu như các bạn nào mà chơi Minecraft thì mấy bạn sẽ thấy được điều đó, đó chính là trong năm 2021-2020 gần đây thì tựa game Minecraft nó đang bắt đầu nổi lên, cho nên á là Hero Team bọn mình mới chuyển qua Minecraft. Nhưng thật sự nếu mà nói rằng là bọn mình có còn yêu thích, có còn muốn chơi game Mini World nữa hay không, thật sự là mình rất là muốn nha các bạn nha. Bởi vì phải nói rằng là tựa game Mini World chính là tựa game đầu tiên mà các bạn biết tới Phong Cận là ai đúng không nào? Mấy bạn xem trên kênh của mình thì mình nghĩ rằng là mấy bạn xem trên kênh mình, mấy bạn biết tới mình là nhờ vào tựa game Mini World này đúng không? Đấy. Cho nên là mình rất là yêu, rất là thương cái tựa game này luôn, cho nên là mình sẽ không bao giờ mình bỏ nó đâu. Ok, thì đó chính là lý do vì sao mà bọn mình chuyển qua làm về Minecraft thì mình đã trả lời đó. Và tiếp theo nữa, có một câu hỏi mà rất là nhiều bạn hỏi mình, đó chính là liệu anh có muốn làm tiếp tục video về Mini World hay không? Thì mình sẽ trả lời luôn nha, đó chính là mình muốn. Và nhưng mà mình nghĩ rằng là mình sẽ không làm trên kênh Phong Cận TV nữa. Mini World thì mình nghĩ mình sẽ tạo một cái kênh mới để làm về Mini World, mấy bạn thấy như thế nào, được không? Đấy, tại vì là kênh Phong Cận TV của mình dạo gần đây mình chỉ làm về Minecraft thôi, cho nên là mình đang có rất là nhiều những bạn người xem từ Minecraft qua, cho nên là mình phải làm về Minecraft. Còn Mini World á thì mình rất là yêu thích tựa game này, và mình sẽ làm hẳn ra một kênh riêng luôn, kênh riêng về Mini World luôn, để cho những bạn nào mà muốn coi mình chơi Mini World có thể qua bên kênh đó để xem nha. Thì cái kênh đó là gì? Đó chính là kênh Phong Cận nè. Đây, mình sẽ để ở bên màn hình nha. Đấy, đây là cái kênh mới của mình. Thì cái kênh này của mình cũng đã được hơn 100.000 người đăng ký rồi, thì có nghĩa là lấy được nút bạc rồi đó. Thì mình chỉ chưa có đăng video nào lên cả, cho nên là mình nghĩ rằng sắp tới mình sẽ dùng kênh này để đăng những video về Mini World cho các bạn xem. Bởi vậy cho nên là nếu như những bạn nào mà muốn xem mình chơi Mini World thì có thể qua bên kênh Phong Cận nè, để có thể xem về những video Mini World nha. Ok, thì đó chính là trả lời xong câu hỏi là liệu rằng mình có muốn tiếp tục làm về Mini World nữa hay không. Đấy, ok. Và mình đã trả lời xong những câu hỏi của các bạn rồi đó, thì mình vẫn có một câu hỏi muốn hỏi mấy bạn fan nè, mấy bạn trả lời giúp mình nha. Đó chính là mình thì mình rất là muốn làm Mini World, nhưng liệu nếu như mình làm Mini World thì mấy bạn có muốn xem video Mini World của mình không? Đấy,
Mình biết rằng là sẽ có rất là nhiều những bạn trả lời là có, và những bạn thì họ lại thích Minecraft hơn. Nhưng mà mình hy vọng rằng là mấy bạn sẽ ủng hộ nha. Ok, thì kênh Phong Cận nè đó, nếu như các bạn ủng hộ á thì các bạn có thể qua bên kênh đó subscribe ủng hộ cho mình. Thì mình thấy có nhiều bạn đăng ký kênh thì mình biết chắc là là có nhiều người muốn xem mình chơi Mini World nè. Thì mình sẽ bắt đầu làm video Mini World bên kênh Phong Cận nè nha. Ok. Và mình cũng có một cái câu hỏi này muốn hỏi tất cả những bạn nào mà đã từng theo dõi những cái video Mini World của mình từ những ngày đầu lúc mà mình mới bắt đầu làm YouTube nè. Mình đố mấy bạn nha. Mấy bạn có thể nào comment được hết tất cả những cái series nào mà mình đã từng làm về Mini World chưa? Mà sao có nhớ những cái series nào mà tôi từng làm về Mini World không? Có, tôi nhớ chứ, sao không được. Series gì nè? Bà thử nói rồi. Trường học ma quái. Rồi một nè, cái gì nữa? Gì ta, siêu anh hùng. Biệt đội siêu anh hùng. Sai à, rồi. Không, tử chùa siêu anh hùng. Sai luôn, tên sai rồi. Người ta cũng là siêu nhân nhưng mà không phải là siêu là nhân ta... tử chù. Đúng, siêu nhân tử chù, cái này mới đúng nè. Còn gì nữa? Thấy chưa, đâu nhớ đâu, trời. Theo dõi người ta mà không nhớ gì hết trơn á trời. Không à, tôi chỉ nhớ hai cái đó gần nhất á. Mấy bạn thấy không, Sammy nước của các bạn ơi, có mấy cái đó mà Sammy cũng không nhớ nữa. Còn mấy bạn fan, mấy bạn hãy thử comment coi bạn nhớ được bao nhiêu series của mình nha. Còn chứ bản thân mình cũng không nhớ rõ bạn ơi. Ok, để mình nhớ lại coi. Đầu tiên nha, thì cái series đầu tiên mà mình từng tạo ra, phải nói là đến là cái series là cái gì ta? Hàng xóm đại chiến ở cái series đầu tiên của mình. Ok, và thêm một cái series thứ hai nữa mà mình đã làm, hình như đó chính là series trường học ma quái. Đúng rồi, trường học ma quái là series thứ hai mình đã từng làm. Ok, còn gì nữa ta? Ngoài mấy cái đó ra thì còn gì nữa nha? Tôi nhớ coi. À, nhớ rồi, vùng đất chết. Đúng rồi, vùng đất chết cũng là một series của mình. Và series vùng đất chết phải nói là cái series mà nhiều bạn xem nhất luôn, đúng không? Mình không biết sao nhưng mà mình cảm giác kiểu series vùng đất chết là cái series thành công nhất của mình ở bên Mini World luôn các bạn. Tại vì nó là cái series mà giúp cho mọi người biết đến mình nhiều nhất. À, kể về một người bị lạc ở trong một cái vùng đất rất là nhiều zombie luôn. Đấy, và tiếp theo nữa là series gì ta? Siêu nhân tứ trụ hồi nãy Sam nói vậy nè. Còn gì nè, à tứ trụ diệt quỷ là phiên bản đầu tiên của siêu nhân tứ trụ á. Ok. Nói chung là còn rất là nhiều luôn. Và mình nghĩ rằng là sắp tới đây mình sẽ đem đến cho bạn một series tuy mới mà cũ, nhưng mà tuy cũ mà mới. Đấy, nghe lạ đúng không? Thì series này sẽ là series vùng đất chết phần 2. Đấy, do là lúc trước á mình làm cái vùng đất chết á thì mình làm hình như là chưa có tập cuối, cho nên á là mình nghĩ rằng là chắc là rất là nhiều bạn rất là tò mò rằng là nó sẽ như thế nào tiếp theo đây. Thì mình nghĩ rằng mình sẽ làm phần 2 cho các bạn xem nha. Sẽ có vùng đất chết phần 2 nha các bạn nha. Và mình cũng có một cái thông báo cho các bạn là như thế này, là sắp tới đây mình sẽ đăng video vùng đất chết phần 2 ở trên kênh Phong Cận TV luôn. Đấy, mình nói là mình có kênh mới để làm về Mini World, nhưng mà kênh đó thì để từ từ đi. Để khi nào mà mấy bạn qua bên đó, mấy bạn đăng ký ủng hộ cho kênh đó của mình nhiều nhiều đi, thì mình mới bắt đầu làm video trên kênh đó. Còn nếu như bạn không đăng ký nhiều thôi, mình cùng lắm thì mình chỉ quay Minecraft thôi, mình không quay Mini World nữa. Cái này không phải mình đe dọa bạn hay gì đâu nha, nhưng mà mình muốn được sự ủng hộ của các bạn. Ok, có động lực ấy, kiểu mà có như là có động lực ấy. Mấy bạn phải đăng ký ủng hộ cho mình thì mình mới có động lực chứ. Giống như là mấy bạn giờ nha, mấy bạn lên YouTube á, mấy bạn coi YouTube, mấy bạn đâu có mất đồng nào đâu. Chừng nào mà mấy bạn coi YouTube, mấy bạn coi một video mấy bạn mất 10.000 hay là gì đó thì nó mới gọi là nó mới khó, đúng không? Còn này mấy bạn coi YouTube là bạn lên, bạn chỉ cần search trên YouTube là Phong Cận TV là nó ra video của mình à. Mà mấy bạn coi video của mình hoàn toàn miễn phí luôn, không mất đồng nào luôn. Mà mấy bạn xem, mà mấy bạn còn xem chùa nữa thì làm sao mà mình có động lực để mình làm video, đúng không? Thế nên là mấy bạn hãy nhớ, hãy đăng ký ủng hộ cho mình nha. Cái kênh Phong Cận nè sẽ là kênh sắp tới mình làm về Mini World đó. Ok, và mình sẽ làm chắc là khoảng 10 tập vùng đất chết ở bên kênh Phong Cận TV, và khoảng tầm 10 tập thôi. Ok, vùng đất chết phần 2, và sau đó là mình sẽ chuyển qua kênh Phong Cận nè để mình làm nha, nếu như các bạn ủng hộ nhiều. Ok, đấy, thì cái đó chính là những cái thông báo mình thông báo với các bạn. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ có kênh mới và mình sẽ làm lại về Mini World. Đấy, đó là những cái thông báo của mình. Ok, còn gì nữa nha? Hình như là hết rồi đúng không ta? Hình như là mình chỉ tính thông báo với bạn như vậy thôi. Ok, thì mấy bạn có cảm thấy hứng thú với cái sắp tới mình làm hay không? Liệu rằng mấy bạn có muốn mình tiếp tục quay trở lại Mini World và làm về Mini World, cái tựa game siêu dễ thương này hay không? Hãy nhớ bình luận cho Phong biết nha. Chứ Phong là Phong rất là muốn làm lại đó. Nhưng mà nếu mà làm lại mà làm mà không ai ủng hộ thì buồn lắm. Mấy bạn phải ủng hộ mình thì mình mới làm được, hiểu không? Ok, rồi.
Và cảm ơn các bạn đã xem video thông báo này của mình. Thật ra hôm nay chỉ là một video thông báo ngắn thôi, và mình muốn thông báo cho anh em thôi, cho nên là cũng không có gì quá đặc biệt đâu. Nhưng mà hy vọng rằng anh em sẽ thích cái sự trở lại của Phong Cận TV trong Mini World. Ok. Và mấy bạn có muốn Sam quay lại Mini World hay không cũng nhớ bình luận luôn nha. Ok. Còn bây giờ thì bye bye, và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Tạm biệt anh em. Yêu anh em vãi nồi. Bye bye.